Mến chào quý cô chú ha. Hôm nay Pháp Thái dẫn quý cô chú đi đến một cái làng nghề. Đây là làng nghề hoa giấy của xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Thì theo như cái xu hướng và cái nhu cầu thì ở đây là nói chung là nhà nhà và đều làm hoa giấy quý cô chú ơi. Nhà kề nhà và đây là nơi phải nói là một cái từ là giống như là kiểu cung cấp ra cái thị trường ở Sa Đéc, hoặc là cung cấp ra những cái mặt tiền trưng bày bán vựa hoa kiển. Thì mình nói nôm na cái câu giống như là nơi tiền tuyến và nơi hậu phương quý cô chú. Tiền tuyến thì bán, còn hậu phương là mình sẽ làm ra cái nguồn để cung cấp. Thì mình nói cái từ nôm na vậy ha. Thì ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung thì đang phấn đấu lên để làm một cái làng nghề hoa kiển. Thì nổi tiếng như ở chợ Lách hoặc là cái Mơn, có rất là nhiều và đa dạng cái mẫu mã. Thì phải nói là ở xã Tân Dương là nơi phải làm một cái nguồn hoa giấy để cung cấp ra thị trường cái số lượng rất là nhiều và lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại thì những cái dòng giấy năm màu ngũ sắc, thì kèm theo đó là những cái dòng giấy mới giống như là tím tuyết, đỏ lửa hay là tím lửa. Thì đây là những cái chậu hoa giấy tím tuyết đang rực rỡ như thế này. Khi một cái chậu như thế này mà nó bung sắc thì quý cô chú mình thấy rất là đẹp ha. Để tô thêm một cái vẻ đẹp cho một cái loài hoa giấy đang vươn lên một cái tầm mới. Đây là đỏ lửa quý cô chú. Thì hoa giấy thì có một cái sức sống rất là mạnh mẽ ở chỗ là từ những cái gốc hoa giấy ta cho tới gốc giấy Mỹ, mình ghép vô những cái dòng hoa mới nuôi lên rất là đẹp. Ở chỗ từ chỗ chơi tàn, chơi bonsai thì ở đây đều là hoa giấy hết quý cô chú. Đi đâu cũng gặp hoa giấy hết. Đây là giấy Đại Phúc, còn gọi là Malai quý chú, tím lục bình ha, rất là mê. Thì như những clip mà mình chia sẻ trên kênh thì có những nhà vườn giống như bao phí ship là vận chuyển cho quý cô chú, còn những nhà vườn là bán tại vườn là do số lượng nó quá nhiều nên không có người để đóng. Thì đây là những cái dòng hoa rất là đẹp, và hôm nay mình có gặp được một cái bình hồ lô một cặp nha quý cô chú. Một cặp nó đang full mặt hoa, và hôm nay Pháp Thái chia sẻ cho quý cô chú mình xem sưu tầm tham khảo nha. Đây là những cái dòng tím tuyết rất là rực rỡ nè. Đây đỏ, đỏ lửa. Thì khi mà những cái dòng mới này mình phối lại với nhau thì nó làm tô thêm một cái vẻ đẹp của cái dòng hoa. Và như hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều và đa dạng những cái mẫu mã mới. Đây là tím Pháp quý cô chú. Tím Pháp. Tím Pháp thì cánh hoa rất là to, cái màu nó giống như tím Huế vậy thôi, nhưng mà cánh hoa rất là to, màu rất là tươi. Đây đều là những cái nguồn hoa giấy làm ra để cung cấp ra thị trường. Bên kia nữa quý chú, xa xa bên bờ kênh bên kia, bờ kè sông cũng có thể nuôi và hoa giấy. Thì đây là một cái cặp hồ lô. Hồ lô này thì theo như chị chia sẻ là có giá là 12 triệu của chị vườn. Thì tí xíu nữa mình sẽ quay cái biển cho quý cô chú mình xem. Thì tại vì cái cặp hồ lô này nó quá đẹp nên mình muốn chia sẻ cho quý cô chú mình ha. Rất là đập lạ luôn. Được phối mấy năm màu với nhau thì giống như một cái hồ lô rất là đẹp ha. Đây, tàn rất là mịn và được kết như thế này, lên một cái chậu như thế này. Thì cái này quý cô chú mình thích hợp cho để những cái biệt thự ha, hoặc là công ty nơi làm việc á. Những cái biệt phủ. Trong những cái loài hoa giấy thì phối lại năm màu thì nguyên bản của nó là năm màu ngũ sắc, là gồm có vàng, vàng cam, màu hồng, phớt hồng, màu đỏ là năm màu. Đây là năm màu tượng trưng cho những cái dòng hoa giấy ngũ sắc, chỉ phối năm màu thôi. Một cặp này rất là cân, và giá tại vườn thì mình chia sẻ luôn 12 triệu. Thì tí xíu nữa quý cô chú mình sẽ, nếu như cần thì cứ liên hệ ở chỗ nhà vườn của chị, mình có quay chia sẻ cái bảng hiệu luôn. Quá đẹp luôn quý cô chú ơi. Cái cặp này thì có chiều cao tầm khoảng 1m7, 1m8 quý cô chú. Rất là đẹp luôn. Để trước cửa nhà ha, hai bên hàng rào thì nhìn rất là mê luôn quý cô chú. Đây là cái biển hoa giấy Thành Trung. Có số điện thoại nha, 0939367386. Thì cung cấp rất là nhiều loại luôn, gồm có hoa giấy Ấn Độ luôn quý chú. Ấn Độ thì một cái loài hoa đổi màu. Quý chú mình chơi Ấn Độ là khỏi chơi những cái dòng năm màu luôn, nó lên đổi màu liên tục. Và hoa rất là to,
Dạ đúng rồi, 12 triệu là một cặp. Một cặp nha quý cô chú, nãy giờ mình chia sẻ là một cặp. Ở ngoài sau cũng còn nữa hả chị? Rồi mình sẽ đi tiếp tục ra ngoài sau nha. Đây, hoa giấy Ấn Độ khi mà quý cô chú mình thấy nó lên hoa, cái cánh hoa nó rất là to nha. Đây nè. Màu phải nói là đổi màu liên tục. Rồi một cái cây này chắc có thể là làm cái này hình con gì chị? Hình con chim mà chưa có. À cái này là mới lên thôi ha. Đây là mình mới lên, đây là cái đuôi nè quý cô chú. Này hai màu, màu cam lửa và màu đỏ lửa thấy rồi nè. Một cái gốc bông giấy tạo lên một cái tác phẩm ha. Nói chung là rất là độc đáo ở chỗ là phối lại những cái kiểu giống như bình hồ lô nè, rồi con chim nè. Rồi mình sẽ đi ra ngoài sau. Đây là những cái nguồn hoa giấy cây con để cung cấp cho cái thị trường nha quý cô chú. Là cái nguồn hoa giấy Ấn Độ, cây đang được ghim bầu như thế này. Thì thường quý cô chú mình đến xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp á, thì có những cái nguồn hoa giấy rất là nổi trội trong giữa những cái cánh đồng, rất là phải nói là rất là rộng lớn luôn. Thì như cái bình hồ lô ngoài kia thì những cái bình này ở trong này và đang lên một cái cây hoa. Và một cặp như thế này là giá tại vườn của chị, là quý cô chú mình cứ yêu thích thì đến vườn ha. Có số điện thoại mình nãy giờ mình quay cái biển hiệu ngoài trước, thì có giá là 12 triệu cho một cặp nha. Quý cô chú nào ở xa thì có thể thương lượng chỗ từ cái khâu vận chuyển hay như thế nào đó. Những cái cặp này làm rất là cân quý cô chú, lên rất là đẹp luôn. Đây là một cái tâm mới ha. Thì thường phối những cái dáng khác nhau. Thì đây là cái bình hồ lô. Ở trên kia người ta bệnh dây chuyền, người ta làm giống như một cái quai quý chú, giống như một cái trái bầu hồ lô á, có cái cuốn ha, rất là độc lạ luôn. Phải nói một cái hoa tai làm như thế này kỳ công. Và bệnh những cái xương của những cái cành hoa giấy như thế này phải bóp dây chuyền vô, bóp dây chuyền vô nó mới làm được lên một cái khung như thế này. Thì nếu như yêu thích hoa kiểng á, thì những cái dòng hoa giấy này không thể bỏ qua được quý chú ơi. Nó rất là đẹp ở chỗ là hoa quanh năm, nó đi theo bông chuyền hoặc bờ là bông gộ. Bông gộ là như cái bình hồi nãy vậy đó, bình hồ lô. Đây nó đang lên những cái cây hoa nè, nó rất là mịn nha, rất là đẹp luôn. Đây có cái sườn ở trong quý chú, và những cái gốc hoa giấy thường là giấy Mỹ nha. Giấy Mỹ mình làm nó mới tốt như thế này, tại vì giấy Mỹ cái sức sống nó rất là mạnh. Đây đây là những cái cây giấy Ấn Độ ghép cái đợt đầu nè quý chú. Ấn Độ thì nó nở nó đổi màu ha. Đây hoa rất là to trên, và những cái nhánh này được ghim ra như thế này. Và những cái hôm thì mình sẽ cắt ghim và xử lý ghim ra như thế này, là nó sẽ thành ra những cái cây giống như thế này quý chú, lên rất là mạnh ha. Thì hoa giấy thường những cái cô chú xưa mình á, thường cắt cành ghim những cái nơi mà thoáng mát á, là tự nó lên thôi. Và đây là những cái bầu được ghim, ghim như thế này. Có người kỹ á, thì sẽ vô một cái lò, giống như là một cái lò hầm á, cái nhà kính á, mình chùm lại thì nó mau hơn. Và để như vậy á, thì cái tỷ lệ nó sẽ ra rễ. Rồi mình quay trở lại, đây là còn lại là hai cặp cho quý chú, là mỗi một cặp như thế này là 12 triệu đồng cho một cái bình hồ lô như thế này. Rất là đa dạng, nhiều màu sắc. Đây là màu trắng nè, và những cái chậu hoa giấy cẩm thạch tím nở phải nói là một cái khung rất là rực rỡ luôn, rất là bắt mắt ha. Khi mà chơi hoa thì khi mà nó lên gộ hoa như thế này phải nói là một cái tông rất là rực rỡ luôn. Những cái gốc giấy Mỹ. Full mặt hoa quý chú. Cực kỳ đẹp. Tại vì cái dòng này lá nó vừa phải, không phượt và không to. Lá thì có màu xanh cẩm thạch, nên phối lại những cái hoa nó màu tím lên thì phải nói là rất là nổi trội luôn. Đây, đang full mặt hoa. Cực kỳ. Lô này rất đẹp quý chú ơi. Có dáng hết ha. Thì thường là những cái tông nó rất là to, nên để lên chậu như vậy gió nó lật, nên nhà vườn sẽ kèm những cái cây cặp vô. Thì xa xa bên kia là những cái dòng hoa giấy ngũ sắc 5 màu,
thì thường là những cái màu thái quý chú nó lên rất là nổi trội so với những dòng giấy ta của mình. Tại vì màu của giấy thái là một cái màu nét, rất là nét. Màu nào rõ màu nấy luôn, không có bị pha tạp. Đây là tím lửa nè, tím lửa và đỏ lửa. Hiện tại những cái màu này rất là hot. Đây, những dòng này là dòng ngũ sắc của dòng của màu của Thái quý chú. Màu rất là đậm, rất là nổi luôn. Một cái hoa giấy thì thường quý chú biết rồi, hoa giấy thì sống một cái không khí nóng, nắng, chịu khô. Quá đẹp luôn quý chú ơi. Tím cẩm thạch rực rỡ ha. Mình đến xã Tân Dương của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thì sẽ được thấy được những cái vườn hoa giấy rất là nao lòng ở chỗ là nở hoa rực rỡ. Đây, như cái form này nó rất là mịn nè, màu tím ha. Xa xa bên kia là một cái vườn nữa, trồng hoa giấy là gốc giấy ta của mình mà ghép toàn là hàng khủng không à. Đây là những cái chậu hoa giấy Mỹ quý cô chú, giấy Mỹ nguyên zin, được phối những cái màu rất là đẹp luôn. Thì giấy Mỹ này thì mình chơi cái tông này là tông tự nhiên nha quý cô chú, tông tự nhiên. Để một cái chậu như thế này thì rất là đẹp, ở chỗ là hoa nó nở rất là gộ. Đây, này là giấy Mỹ nguyên zin, mình không có ghép nên làm những cái chậu như thế này rất là gọn ha. Nó rất đẹp. Chậu này thích hợp cho mình để khuôn viên hoặc là nơi ban công, nơi làm việc cũng được quý cô chú, rất là gọn, rực rỡ ha. Phải nói là một cái xu hướng chơi hoa giấy và kèm theo là những cái hướng đi mới và những cái tác phẩm mới và những cái xu hướng mới quý chú. Đó là những cái gì mà trong cuộc sống chúng ta nên sưu tầm và sở hữu. Thì khi mà chơi hoa kiểng thì có một cái không gian xanh và đẹp. Thì đây là một cái thú chơi của xu hướng hiện nay. Đây, hoa giấy. Một cái cặp này thì phải nói là rất là đỉnh luôn. 12 triệu cho một cặp như thế này. Làm rất là công phu và phải nuôi lên cái phơm tàn nó mịn như thế này. Bệnh lại nè quý cô chú. Dây chì bệnh lại như thế này, đương lại với nhau để nó không hở cái tàn và nó không sọt, lọt sọt. Thì như quý cô chú mình thấy dòng hoa giấy Ấn Độ thì phải nói là đổi màu liên tục. Đây, Ấn Độ khi mà hoa nó mới hé ra thì có thể là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu cam gì đó. Và đến độ già thì nó nở ra một cái màu hồng, đổi màu. Thì có dịp quý cô chú mình nếu như cần cái nguồn thì đến đây để tìm cái nguồn cho cái dịp xuân năm 2022. Thì nguồn hoa giấy ở Sa Đéc nói riêng và ở Tân Dương nói chung thì Tân Dương là nơi cung cấp ra những cái mặt tiền. Thì nguồn hoa giấy ở đây thì cái chất lượng rất là ổn định, là nói chung là không có xử lý quý chú ơi, trồng là tự nhiên thôi. Nên cái dòng, những cái dòng này thì về quý chú mình trồng rất là ổn định. Rồi cái sức sống nó không bị cằn, không bị suy. Nếu như mà chúng ta xử lý thì nó sẽ bị ảnh hưởng cái thuốc hóa học. Mình xử lý hoa nó ra gộ nhiều quá thì nó sẽ làm cho mất sức cái cây. Và đây là những cái giấy tum. Giấy tum thường rất là được ưa chuộng là ở chỗ trồng những cái nơi công sở hoặc là công trình đó, cung cấp. Thì thường giấy tôm ghép 5 màu. Và đây là những cái phôi này cũng phôi thường thôi quý chú ơi, giấy ta hoặc là những cái hôm của giấy Mỹ thôi. Còn những cái hàng cao hơn đó là những cái phôi giấy Mỹ đẹp. Thì cũng tùy theo giá quý cô chú, từ vài trăm, tùy theo bao ship và không bao ship. Thường nhà vườn ở đây là bán là tại vườn không à, không có ship cho quý cô chú mình. Hiện tại bây giờ thì có những cái màu rất là bắt mắt ha, rất là nổi trội luôn. Đỏ lửa nè, đỏ lửa hoa rực rỡ luôn. Đây là màu tím Pháp, này là tím cẩm thạch,
giữa cái màu tím cẩm thạch và màu tím pháp thì nó rất là giống nhau, nhưng mà mỗi dòng nó có một cái vẻ đẹp riêng. Đây là màu sakura. Sakura đây như cây nào, cây ghép năm màu nè, rất là đẹp ha. Thì cái clip hôm nay mình có đến xã Tân Dương để chia sẻ cho quý cô chú một cái nguồn hoa, một cái làng hoa, làng nghề hoa giấy. Thì nhớ bấm đăng ký kênh và nhớ cho một like để quý cô chú mình nhận những clip mới ha. Phải nói là rất cỡ cực cỡ luôn quý cô chú ơi. Đây, màu này là cam lửa quý cô chú. Rồi, hẹn gặp lại quý chú vào clip tiếp theo nha.